Chào các cô chú và các anh chị. Có một vài người em hỏi tối nay anh Chí Tâm có go live hay không? Thì anh Chí Tâm nói có thể có. Thì Chí Tâm nhớ tới ngày Father Day ngày mai. Thì dĩ nhiên là nhà nhà đều quây quần bên người cha để mà lo những tiệc tùng, làm cho cha mình vui, có những món quà gửi tặng cho cha. Mà Chí Tâm thì ba đã mất hồi năm 2000 rồi, còn ba của Minh Tuyền thì cũng đã mất từ lâu, cho nên thôi sẵn đây Father Day thì một sự tưởng niệm đến những người cha đã mất, cũng như là đến những người cha đang còn thì chúng ta luôn luôn thương yêu và hiếu thảo. Xin chào Lê Minh Phương, xin chào Thu Hằng Lê. Thu Hằng Lê chưa ngủ hay sao? Bây giờ cũng đã gần khuya rồi, nhưng mà các bạn 10 giờ của thứ bảy thì nó được thoải mái hơn là chủ nhật không phải đưa con đi học. Lê Thị Bích Trâm, xin chào Lê Thị Bích Trâm. Minh Võ nữa, Minh Võ thì ở nhà hàng Đà Lạt ở San Jose. Nguyễn Thiết Tân, chào chú Chí Tâm. Khả Linh nữa, Khả Linh, Paul Sao Biển. Khả Linh là một người học trò hát tân nhạc cũng rất là hay, và hy vọng rằng em sẽ được lòng thương yêu của khán thính giả sau những lần xuất hiện trên những cuốn video DVD hoặc là video clip trên Facebook. Phát Lý, Lê Trọng Nhân, Mai Quốc. Dạ Mai Quốc. Lê thì với chúc nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn Khả Linh. Hello thầy. Phù Dung Tím, chào chú Chí Tâm, chúc chú vui khỏe. Vâng. Có thằng Út xa nhà. Thằng Út xa nhà là một tay đờn cũng khá đó. Tay đờn guitar bên Việt Nam. Và Út có hỏi chú Chí Tâm đờn cây đờn guitar gì vậy? Thì cái đàn guitar này là cái đàn Yamaha, cũng thường thôi, không có cái gì đặc biệt. Và cái cây mà silent mà cái ruột không có đó thì mới mắc tiền, còn cái đàn này thì không có đắt tiền lắm. Vâng, Lê Trọng Nhân, chúc sức khỏe. Chào chú, Happy Father Day đến thầy. Bài hát xúc động quá. Cảm ơn Minh Võ. Minh nhà hàng Đà Lạt ở San Jose. Nhân tiện đây cũng chào hỏi thăm anh Đặng Lan cũng như anh như các em như Cường với Thùy, các anh em ở trên San Jose, nhất là bố bố già là bố Kim Nguyên, bố Kim Nguyên nữa, chúc sức khỏe bố Kim Nguyên cũng như là bố Thành Được ở trên San Jose. Và ánh sáng cho đời, chúc anh Chí Tâm luôn nhiều sức khỏe về Việt Nam phục vụ bà con nha. Nhớ khi nào mà Việt Nam thì thế nào anh em cũng hay biết và cũng mời Chí Tâm tham gia. Vâng, cảm ơn những trái tim yêu thương đã tặng cho Chí Tâm. Steve Thịnh Ngô. Nicola Philip, chú làm một câu rừng lá thấp đi chú ơi. Rừng lá thấp. Rừng lá thấp thì ở bên Việt Nam không được hát tại bài đó về lính, lính cũ. Rồi, bây giờ chú hát một bài Lan và Điệp nghe chú. Thích nghe chú hát bài Lan và Điệp. Lan và Điệp thì hát hết bài thì nó buồn lắm. Hát một câu thôi nha. Hát câu Lan và Điệp thôi nha. Lan và Điệp 3. Xin đi cô dừng bước cho tôi hỏi thăm một người con gái mang tên loài hoa dài. Sau chuyện tình yêu dang dở mang nỗi buồn thương tìm đến thiền môn vui chôn tuổi xuân thì. Sao ni cô cúi đầu buồn bã không nói nên lời. Rồi một câu rừng lá thấp cho Nicola Philip nha. Xin hát cho những người đi xa và những người còn chờ đợi.
xin hát cho nụ cười tuổi thơ và giọt lệ người vợ trẻ thương nhớ người xa mà giấc ngủ không tròn. Rồi đó là câu trong rừng lá thấp anh sáng cho đời thì em sắp về Trà Ôn phát quà cho quê hương của anh. Cảm ơn em rất là nhiều. Ở Trà Ôn thì còn Chí Hà và Thị Nở, Phù Dung Tím, Phôn Sao Biển và Mai Quốc, Đàm Mai Quốc chú hát một đoạn Ngô Vương để con thu lại. Ngô Vương à. Tây thi ơi máu loạn giặc trụ ta dược trùng dây ta đến đây. Ôi cô tô đài đổ nát điêu tàn, còn chi đâu nữa mộng ba dương. Đạp trên xác giặc ta tìm gặp nhau quanh cách thôi. Lê Trọng Nhân hay quá chú ơi. Thùy Trang à, Thùy Thị Trang Hà. Quang Lê anh hát lớp cổ bản trong đường gươm Nguyên Bá thích lắm. Rồi Phù Dung Tím, cháu cảm ơn chú hôm nay cho được nghe trực tiếp chú hát à, cái kiếp con người nữa. Siêu và Thịnh Ngô. Siêu và Thịnh Ngô có phải là ở trên San Jose không? À, quá hay chú ơi, chú hát đoạn này có xuống xề. Còn ánh sáng cho đời hôm hát cúng đình Ưu Long và quận 8 Việt Nam anh hát để lại nhiều ấn tượng sâu lắng. Vâng, cảm ơn em nhiều. Nhắn nhiều quá chứ tâm qua không kịp nha. Ở Westminster hả Steve Thịnh Ngô. Vâng, Mai Thu Hiền hay quá. Mai Thu Hiền chứ. Rồi để mình uống miếng nước cái nào. Việt Kiều yêu nước không? Hôm nay thì cũng bận biểu về những cái máy nước Kangen Water thì bà con đã hưởng ứng và cũng biết cái chất lượng tốt của nước như thế nào, rồi sau đó thì order Chi Tâm giúp điền mẫu đơn, cũng như là bà xã thì bây giờ đang sưu tầm một loại kem cho da mặt rất là đẹp, đó là Top White, và bà xã Minh Tuyền đang đại diện cho Top White, đại diện cấp 1 của công ty Top White. Và Minh Tuyền sẽ gửi đến cho tất cả các cô, các chị, quý cô, quý bà, quý chị em. Gọi cho Minh Tuyền ở số điện thoại là 714-417-6560. Tài Linh Trương, con chào thầy. Vâng, chào Tài Linh Trương. Tài Linh Trương đờn tranh cũng rất là hay, bài vở là thuộc, câu cú được cũng hay. Nhưng rất tiếc là lâu lâu thì Tài Linh Trương phải chỉnh dây lại cho ăn chút xíu. Dây cái chưa có được ăn lắm và cái dòng nhạc cũng như là cái cung nhạc không có đủ chín mùi. Thành ra ráng tập thêm. Thông Mai chú hát cho con nghe một câu trong bài mới. Mời nghe giọng cổ nghe chú. Rồi cảm ơn Thông Mai, một chút nữa thì sẽ hát. Vâng, Tài Linh Trương nữa. Sở dĩ mà Chí Tâm không có đờn những cái loại đờn khác là tại vì đờn khác nó không có điện, với lại nó không có gọn bằng cái guitar. Guitar thì khi mình muốn hát tân nhạc thì mình cũng đệm liền được. Phạm Khanh chúc anh và nhiều nhiều, chúc anh vui vẻ nhiều nhiều, hi hi. Hai chữ V. Hello Quệ Thi. Quệ Thi cũng là một giọng hát rất là hay, đã được anh Công Thành show mời lên. Thầy có coi Quệ Thi ở trên Công Thành show nữa đó. Phát Lý, anh Chí Tâm hiện bây giờ anh đang ở đâu? Vâng, Chí Tâm hiện đang ở Fountain Valley thuộc quận Cam, tức là Orange County của California nha. Quách Trịnh, hay là Trịnh Quách, chào chú. Vâng, thôi bây giờ mình ít giờ quá cho nên mình hát tặng một bài hát tân cổ giao duyên với bài hát tên là Tình Cha, để tặng cho tất cả các cô chú và các anh chị trong ngày Father's Day ngày mai nha. Tình Cha của Ngọc Sơn và được là viết lời vọng cổ của Chí Tâm viết lời, thể điệu tân cổ giao duyên. Xin mời cô chú và các anh chị cùng nghe. Tạm thời thì Chí Tâm không có đọc comment và sau đó Chí Tâm đọc sau nha. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu mùa.
gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha ơi cha già dấu yêu. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Tình cha cho con như vầng thái dương nồng nàn hơi ấm, luôn ban rải tình thương như dòng nước ngọt trên nguồn. Suốt đời vì con gian nan gánh chịu những lo buồn, tha thứ bao dung cha khuyên răn dạy bảo, nuôi dưỡng tập tành mong con sớm thành nhân. Ngày con chào đời cha vất vả ngược xuôi, gian dài ơn trên cho con tròn vẹn hình hài. Ôi những ân tình sâu đậm biết bao nhiêu, làm sao nói hết được lòng con tôn thờ yêu kính. Chăm lo mong muốn con được lớn khôn, còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha ôm con lo lắng ấy suốt đêm dài. Cha lo sợ con đau nên đêm nằm không ngủ, gương mặt suy tư cha trằn trọc u hoài. Cha nằm ôm con sưởi ấm những cánh dài, con vẫn nằm im trong vòng tay triều mến. Cha là vách sắt tường đồng bảo vệ đứa con yêu. Những ngày tháng qua lòng con nhớ mãi, bao kỷ niệm êm đềm bên cạnh cha yêu. Cho con nụ cười, cho niềm tin vững mạnh, dìu con bước vào đời bằng tất cả tình cha. Con yêu ơi, con hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch rách sao cho thừa. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha là tấm gương cho con soi nhìn học mãi. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người, hãy sống thẳng ngay lòng đừng gian dối. Dù nghèo cho sạch, dù rách cho thơm, nếu lòng mẹ bao la như bình, thì tình cha ấm áp như dân thái dương. Vâng, đó là bài hát của tác giả tác nhạc là Ngọc Sơn. Vâng, xin phép em Ngọc Sơn, anh Chí Tâm đã
chuyển cái bài này qua thành giọng cổ để hát tân cổ giao duyên. Yêu cầu anh Chí Tâm hát bản Thu Sầu. Xin cảm ơn anh. Chiều sụp tới nắng gió mang niềm nhớ. À, phải là bài đó không? Con muốn chú về Việt Nam cộng tác với nghệ sĩ trong nước đóng vai tuồng, nghe chú con ủng hộ chú hết mình. Cảm ơn Đà và dạ, Quốc Mai. Nguyễn Minh Châu, Sally, con vỗ tài. Lê Minh Phương, hay quá chú ơi. Nam Quynh nữa. Vâng, đó là những lời yêu thương đã khen thưởng chú Chí Tâm cũng như anh Chí Tâm. Thu Hằng, chúc chú sức khỏe. Ly Nguyễn, chú hát hay quá. Có trái tim nữa. Ô, chào Lâm Viên. Lâm Viên cũng là một tác giả rất là hay, có nhiều bài hát cũng như là có những video clip đưa lên trên Facebook với Lâm Viên Entertainment. Hay quá chú. Paul Sao Biển, cảm ơn các bạn, các cô, các chú, anh chị em rất là nhiều đã ủng hộ cho Chí Tâm trong nhiều tháng qua, năm qua. Và bài hát Tình Cha thì Chí Tâm hát với Nhật Khánh. Nhật Khánh là một người con nuôi, cũng đã hát bài này chung với Chí Tâm trong cuốn DVD Live Show 55 năm Niềm Đam Mê Chưa Cạn, đã phát hành trong vài tuần qua, chưa có cơ hội gửi về Việt Nam. Nếu trong tương lai có gửi về Việt Nam thì Chí Tâm sẽ thông báo lên để quý vị ủng hộ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Gia Hảo, Nguyễn Gia Hảo, con thích chú ca lắm mà bỏ dấu nặng, thật ra con thích chú. Chú sợ quá. Cảm ơn Gia Hảo. Bác Lý, anh hát bản Thu Sầu. Bản Thu Sầu anh Tâm không có thuộc. Hoàng Phúc Trần, giọng hát của bác mãi hay theo thời gian. Chúc anh sức khỏe, thành công hơn nữa. Cảm ơn Lâm Viên. Dương Loan, con thích chú Chí Tâm nhiều nhất. Cảm ơn Dương Loan nhiều. Dạ. Ly Nguyễn, chú ơi, bên cổ nhạc vừa đàn vừa hát khó lắm phải không chú? Con tập hoài mà chưa được, đàn thì quên hát mà hát thì quên đàn. Chú cũng đã gặp qua cái trường hợp này. Chú hồi xưa ở bên Pháp đó, không có ai đờn cho mình hát, nên là mình cũng phải ráng tập đờn mình tự hát. Nhưng mà rồi sẽ bị cái trường hợp giống như em vậy đó, giống như Ly Nguyễn, vừa đàn cái mình quên hát mà hát thì quên đờn. Rồi mình bắt đầu từ từ mình tập cho nó thành thói quen là mình vừa đờn mình tách ra hai người, một người đờn một người hát. Ví dụ suốt đời vì con gian nan gánh chịu những lo buồn, và cứ đó thì cứ mình cứ vừa đờn cái mình cho một cái người đờn ra một bên. Tuy nhiên thì nó sẽ không thoải mái như là đờn solo không. Solo không thì mình truyền chữ được, chẳng hạn như đó là những chữ truyền thì mình không có truyền được như là thoải mái như là mình đờn không. Vâng, cảm ơn Quỳnh Phương Nguyễn. Thì đó, mình cứ đờn để giữ căn bản để mình hát thôi, chứ nó không phải là solo như là lúc mà mình cho đờn cho người ta hát. Mình đờn cho người ta hát thì có những chữ đờn lả lướt hơn như này. Đó, những cái chữ mà giật giật sinh khóp này kia thì mình làm không được. Tại vì lúc mình đờn, lúc mình hát mình đờn thì mình cố giữ cái căn bản. Thì dĩ nhiên không thể nào tránh khỏi những cái sự sai lệch, tại vì là có một mình. Nếu mà có nhiều cây thì mình nương theo, mình có thể mình nương theo những cái cây khác để giữ nhịp, nhất là cái đờn kìm. Thì có nhiều người giải thích là đờn kìm là để kìm lại trong ban nhạc, chữ kìm. Còn miền Bắc thì ta gọi đờn kìm là nguyệt cầm. Nguyệt cầm là có hình ảnh mặt trăng tròn đó, thì đờn đó gọi là đờn nguyệt mà cũng gọi là đờn kìm. Đờn kìm ở trong ban nhạc. Còn chữ kìm á, là dịch theo cái tiếng tàu á, là cầm, tức là cầm đọc trại trại riết thành cái kìm. Thì do ngôn ngữ ảnh hưởng chung quanh những các nước láng giềng cho nên có những chữ cái đờn kìm này, hay là đờn sến chẳng hạn. Đờn sến là do cái chữ samisen là ba dây, samisen
lần lần thì người ta cứ gọi trại trại là đờn sến, đờn sến, đờn sến chứ không phải là đờn nhạc sến. Đờn sến trong cổ nhạc. Anh Chí Tâm hát rất hay và đờn cũng giỏi nữa. Em cảm ơn anh Chí Tâm. Dạ con cảm ơn chú nhiều. Chắc con phải xem nhiều video của chú để học hỏi thêm. À, khi nào chú qua Úc diễn nữa chú Điệp? Vâng, thì khi Úc, con đi Úc thì Chí Tâm nghĩ rằng phải có show hoặc là có những cái chương trình gì thì Chí Tâm mới đi một lúc luôn. Max Nguyễn là Nhơn, Max cảm ơn Nhơn Nguyễn rất là nhiều đã join và đã xem Go Live của anh Chí Tâm. Nghệ sĩ Tuấn Vương, nhạc nền 4 câu kép hôm trước em gửi anh nhận được rồi. Cảm ơn em rất là nhiều Tuấn Vương, anh đã có hồi âm. Nghệ sĩ Tuấn Vương cũng là người có phòng thu ở bên Việt Nam, nếu bà con nào có nhu cầu về thu băng, thu âm để mà phát hành hoặc là để làm cái demo hay là để đưa lên trên YouTube vân vân thì xin mời liên lạc với nghệ sĩ Tuấn Vương. Nguyễn Thành Quy, từ nhỏ con đã nghe chú hát nên con rất thích bà cải lương, giọng chú rất tuyệt vời. Con cảm ơn chú đã mang tiền qua Mỹ giúp gia đình chị con nhé. Nguyễn Thành Quy. Nam Quỳnh, đàn giọng cổ của chú đang đàn và đàn tân nhạc lên dây khác nhau đúng không chú Tâm? Phải rồi. Đàn cổ nhạc thì lên dây khác là ở cái dây 1, buông ra là dây re chứ không phải là mi. Mi là của tân nhạc. Mình nó sẽ có ba cái re khác nhau. Re re re. Rồi nó có ba rề, một la, một sòn và một là trầm. Để làm chi? Để có những song thanh như là đờn dây đào thì nó có những cái dây song thanh như là. Phải nghe tiếng rao đàn. Rao đàn là một cái sự giống như là tập ở trên cây đờn trước khi mà vô đờn. Tại vì có đôi khi nhạc sĩ không có đem đàn theo mà mượn đàn của bạn. Chẳng hạn như một người nhạc sĩ như là Chí Tâm đi, Chí Tâm tới chơi với bạn thì có những cái đờn ở trong nhà thì mình làm sao để tập làm quen cái cần đờn cũng như là cái khoảng cách, cái độ cách của cái dây, cái khoảng dây như thế nào để mình có thể thông thạo để mình lướt ở trên cái phím đờn cho nó dễ. Cho nên bởi bởi vậy nó mình có những cái chữ rao nó gọi là mình nhấn để mình biết cái độ sâu của dây đờn như thế nào để mình đo lường được cái bàn tay của mình, cái ngón tay của mình để nhấn vô. Và có một điều nữa để nhấn đến các người mà muốn đờn guitar giọng cổ thì những chữ nhấn mà cần nhấn rung đó thì mình ôm sát cái tay đây, mình nhấn ở đây. Còn khi mình truyền thì cái ngón tay của mình để sau lưng. Nam Quỳnh mà chú đàn tay trái nữa quá hay phải không? Cái này là Nam Quỳnh hiểu lầm rồi, tại vì mình quay go live thì mình phải quay bằng cái camera phía trước, mà camera phía trước thì lúc nào mình cũng bị nhìn ngược, cho nên bàn tay này đang đưa lên là bàn tay trái, và bàn tay đang gảy phím này là bàn tay mặt chứ không phải tay trái nha Nam Quỳnh.
Không khéo thì bà con hiểu lầm, nói Chí Tâm Từ tay trái, không phải. Nguyễn Quốc Thái, quá hay, cảm ơn, hay quá. Nam Quỳnh cười. À, chắc có lẽ Nam Quỳnh chọc anh Chí Tâm ở nhà. Vâng, dạ, cháu hiểu rồi. Con rất thích giọng ca của chú nên con nghe hầu như gần hết cải lương và tân cổ. Quan Phúc Trần thì thường thì nam giọng trầm vô giọng cổ ngang, và ca ca lòn thì hát dây nào là phù hợp. Vậy bác, con cảm ơn bác Quan Phúc Trần. Rồi trả lời với Quan Phúc Trần là khi mình ca gọi là lòn á, tức là dây đào thì mình lòn xuống, chẳng hạn như chẳng hạn như trong cái câu Trần Minh của trong Quỳnh Nga thì mình thí dụ như là công tử còn giận, thì Trần Minh sẽ hát cái câu là không, tôi đâu dám giận, tôi đâu dám giận, tức là ca chồng chồng lên của dây đào, mà làm sao tôi giận được trước tâm chân tình cao ca. Cái đó là ca chồng. Còn ca lòn thì không, tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được trước tâm chân tình mà tiểu thơ dành tặng cho một kẻ đã xa cơ. Cái đó là điệu nam ai. Nhưng mà khi mà giọng nam mà hát lòn như vậy đó, thì nó không có sáng cái bài hát, cho nên người ta phải chồng lên. Chồng lên nha. Không, làm sao tôi dám giận, mà làm sao tôi giận được trước tâm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng một kẻ đã xa cơ. Đã trải thân lưu lạc giữa cuộc đời, giữa phong trần. Vâng, nhà Cánh Dương thì con chào chú ơi, chú hát con nghe nha, chú lâu quá con không nghe chú hát live nhà chú. My yêu, love you, yeah. Nhà Cánh Dương, Châu Nguyễn thì happy Father Day sư phụ. Nguyễn Châu, Châu Nguyễn, Châu Si Nguyễn phải không? Nguyễn Minh Trí, chú ơi, chú đàn câu 1, câu 2 xong qua luôn câu 6 ra như thế nào? Để vô tiếp câu 6 đi chú. Thì dứt câu 2 thì mình đần chầu 4 nhịp giống như thường, bình thường. Chào Nguyễn Hoàng Minh Khôi, chúc sức khỏe và hạnh phúc trong ngày lễ cha. Happy Father Day. Nguyễn Hoàng Minh Khôi là soạn giả Hoàng Song Việt. Chẳng hạn như mình đần câu 2. Ra 8 nhịp của câu 6. Câu 6 thì về C chứ không phải là về sang. Dạ, anh và gia đình luôn luôn vui khỏe nha anh. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Minh Khôi. Thì đó là cách từ câu 1, câu 2 rồi đờn luôn câu 6 thì mình ra C 4 và tiếp tục 8 nhịp là về C, không phải về sang như câu 2. Về câu cấu trúc của giọng cổ thì cái xuống hò của câu 1 lúc nào người ta đếm là một, nhưng mà không phải là một, đó là nhịp ở 16. 16 chứ hả? Là 16, 17, 18, 19, 20. Vâng, thì cái câu 1 bao giờ nó cũng có nửa câu thôi. Hoặc là khi vô câu 5 thì câu đầu vô là cũng mất hết nửa câu, cho nên đếm có 16 nhịp. Và cái câu thứ 2 hoặc là câu thứ 6 thì mình mới đếm đủ 32 nhịp.
Rồi, cảm ơn các bạn, các anh, các em đã vào Facebook của Chí Tâm. Nếu thích thì share lại cho mọi người cùng thưởng thức. Và sẵn đây thì cảm ơn tất cả những người đã tin tưởng anh chú Chí Tâm hoặc là anh Chí Tâm đã hưởng ứng máy nước Kangen để giúp cho sức khỏe của chúng ta. Hiện nay thì nguồn nước ở Việt Nam cũng ô nhiễm rất nhiều do các vùng biển thì các dùng thực phẩm cũng như là nguồn nước bị ngập mặn vân vân. Thì rất là cần nguồn nước trong sạch, nhất là máy Kangen Water là một máy điện giải mình có thể gắn ở trong nhà, như là đem một cái nguồn suối thiên nhiên trở về nhà, tại vì nó lọc sạch ra những cái chất cặn bã hay là những độc tố, rồi sau đó nó còn làm ra cái chất alkaline. Alkaline là cái chất để mà thải trừ những axit hay là độc tố trong cơ thể của chúng ta, đem lại một sức khỏe tốt, một sức khỏe hoàn hảo. Bởi vì người Nhật đã chế ra cái máy này hồi năm 1974 và mãi đến nay thì khoảng gần 42 năm mà cái tuổi thọ của người Nhật á, là đứng hàng đầu thế giới, là sống trường thọ nhất. Dĩ nhiên thì sanh lão bệnh tử ai ai cũng không tránh khỏi trong đời, nhưng mà cái chết của mình là chết già chứ không phải chết bệnh. Những người mà mang cái bệnh ở trong người mà không biết cái nguồn nước nào để giải thì rất là tội nghiệp. Một người giàu chưa chắc hẳn người ta đã có phước, có duyên, mà người dù là nghèo nhưng mà người ta cũng có thể có được một cái máy nước, đó là cái phước duyên lớn của gia đình để mà có thể giúp ích được sức khỏe cho chúng ta và những người hàng xóm xung quanh. Nếu mà những người mà không có tiền mua thuốc uống thì mình cũng có thể uống nước này để giải trừ bệnh tật được. Mình không có claim cái này như là một cái thuốc medication, mà mình nói là nó là nước kiềm để giúp thanh lọc lại cơ thể, làm quân bình cái độ pH trong cơ thể để giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt, một sức khỏe hoàn hảo. Hà Phương thương anh Chí Tâm và chị Minh Tuyền forever. Chúc anh chị luôn hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn em rất nhiều. Nguyễn Minh Trí thì con cảm ơn chú nhiều. Trước giờ con cứ xuống xề rồi ra 8 để vào câu 6. Xuống xề rồi ra 8 để về câu 6 là sao? Xề là nó là cái nhịp thứ tư, là khuôn đầu tiên của câu 6. Anh Chí Tâm hát bản Duyên Quê. Duyên Quê thì biết nhau giữa độ trăng tròn. Vâng, đó là bài Duyên Quê của tác giả Xuân Tiên. Chú Xuân Tiên có tặng cho Chí Tâm một vài cuốn sách do người con ở San Jose đem về ở miền Nam. Vâng, thank you anh chị em đã yêu mến ông già Chí Tâm rất nhiều. Do Nguyễn Minh Tuyền, còn Thùy Trang, anh khỏe không anh? Cảm ơn Thùy Trang. Thì có một vài cuốn sách, nếu mà bà con nào thích nhạc của Xuân Tiên. Chú Xuân Tiên thì hiện giờ đang định cư ở bên Úc Châu, mà chú năm nay là đã 95 tuổi rồi. Bước qua năm 96 rồi chứ, 96 tuổi rồi. Mà chú sức khỏe vẫn còn tốt. Chú và thím đang ở bên Úc Châu, ở Sydney. Đã tặng cho Chí Tâm nhiều cuốn sách ở đây, khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, còn 8 cuốn. Nếu quý vị thích thì inbox cho Chí Tâm xin quyển sách nhạc của Xuân Tiên thì Chí Tâm sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn. Rồi đến đây Chí Tâm nghĩ rằng chắc phải đi ngủ rồi, 10 giờ 56 phút. Nhạc Ánh Dương, chú ơi làm thế nào để xuống giọng cổ đúng nhịp khi không khi hát live, xin hát thu dĩa hay xuống trễ nhịp, vậy làm sao đây chú nha. Rồi sẵn đây thì chia sẻ đến quý vị làm thế nào để xuống giọng cổ mà nó không có dư, không có thiếu. Đây là những cái kinh nghiệm cá nhân thôi, còn những cái kinh nghiệm của các anh chị khác thì mình không biết làm sao. Nhưng mà riêng về kinh nghiệm cá nhân của anh Chí Tâm thì như thế này. Tại vì xuống giọng cổ không có ai bày ra cái cách căn bản hết. Tại vì ngày xưa cái câu đầu tiên đó là từ là từ phụ tư. Đó, rồi kế đó là nhịp 4 thì cái bài của ông Tư Chơi là Quỳnh Thủ Trung. Ông hát là
con nhạn đành. Thì đó là cái cách vô giọng cổ mà bốn nhịp tư. Còn nhịp tám thì dăng dẳng tiếng chuông chùa, là khi đó là đờn vô trước mà không có cách vô giọng cổ. Sau này thì nhịp 32 người ta mới chế ra cái câu vô giọng cổ để cho vỗ tay xuống giọng cổ Phật đèn màu, ca giọng cổ vỗ tay Phật đèn màu, vân vân. Thì cái cách vô như thế này: luôn ban rải tình thương như dòng nước ngọt trên nguồn. Thì nó vừa đúng, không cần trớ của người ngân dài quá, trớ rồi nguồn, hoặc là nguồn thì nó dư những cái nốt nó sư đó. Bây giờ mình làm sao để xuống cho vừa đủ trên cái bàn tay của mình. Mình bàn tay mình có 5 ngón thì mình vô thí dụ như là như dòng nước ngọt trên nguồn. À, trên nguồn là trong 5 cái tiếng đếm của bàn tay của mình thì mình có thể xuống mà vừa đủ, không dư không thiếu. Có thể là mình xuống chậm hơn, mà nên nhớ cái tùy thuộc theo cái sự chậm hay nhanh của giọng cái miệng mình hát mà nhạc sĩ sẽ đờn theo. Ví dụ mình ca ngọt trên nguồn thì nhạc sĩ sẽ đờn nhanh tại vì mình xuống nhanh. Bây giờ mình xuống chậm thì nhạc sĩ sẽ đờn chậm. Trên cái đó là cái tùy theo cái cách của mình. À, ngoài cái sự đó là còn sự thỏa thuận của người hát và người đờn nữa. À, hello BD Young. BD Young là Bảo Duyên, Bảo Duyên Dương. À, là cháu kêu bằng bác ba, con của Chí Hà. Vâng, Bảo Duyên giờ này ở bên đó chắc buổi sáng rồi. À, Nhật Ánh Dương, dạ con cảm ơn chú, con hiểu rồi ạ. À. À, rồi còn một cách nữa mà Chí Tâm muốn cho... muốn góp ý cũng như là chia sẻ đến tất cả những người nhạc sĩ, như là mình phải ni hai nhịp trước khi mình đờn tiếp, chẳng hạn như làm sao mình đờn liền, chẳng hạn giọng cổ là nhịp 4-4, 4-4, cho nên mình thí dụ mình gõ song lan 2-3 thì vậy mới đủ nhịp. Còn mình vô mà lẻ nó sẽ bị gãy, cho nên mình phải ni ni đếm. Bên cổ nhạc thì mình đếm 1, 2, 3, 4. 4 thì ngay đầu tăng, nhưng mà tân nhạc thì đếm 1 ở đầu tăng. Chẳng hạn như 2, 3, 2, 3, 4. À. Thì hôm nay thì cũng đã dài rồi, cho nên cảm ơn các anh chị, các cô chú và các anh chị nhiều. Chí Dũng nữa, Chí Dũng John mới vào, Chí Dũng mới vào, John mới coi anh Chí Tâm. Cảm ơn Chí Dũng. Chí Dũng cũng dòng họ Chí với Chí Tâm đó nha. Qua Nguyễn, con chào chú Chí Tâm. Thì có các bạn lên Facebook mà coi Go Live hơi trễ, thành ra thôi Chí Tâm ráng tiếp chuyện chừng 5 phút nữa nha. Bên ngoài của California hôm nay rất là nóng. Ban đêm mà nó cũng nóng, còn khoảng chừng khoảng 70 mấy độ F. Vâng, chúc chú ngủ ngon nha. Con chào chú Chí Tâm. Vâng, cảm ơn rất là nhiều. BD Văn là bên đó cũng đi làm, rồi cũng tiếp nuôi em với ba mẹ. Ba mẹ là ở Trà Ôn, đó là Chí Hà và Thị Nở. Chúc một ngày lễ Father's Day thật là an lành, hạnh phúc đến các cô chú và các anh chị. Bây giờ thì Chí Tâm sẽ tạm biệt và hẹn gặp lại một kỳ Go Live kỳ tới nha. Cảm ơn quý vị và các bạn nhiều. Bye bye.